em, sau đây cô sẽ cùng các em giải bài tập 2 trang 195 sách giáo khoa vật lý lớp 11, nội dung như sau. Tiếp theo các giả thiết cho ở bài tập 1. Đặt giữa L1 và H một thấu kính hội tụ L2. Khi xê dịch L2, học sinh này nhận thấy chỉ có một vị trí duy nhất của L2 tạo ra được điểm sáng tại H. Tiêu cự của L2 là bao nhiêu? Câu A 10 cm, B 15 cm, C 20 cm và D một giá trị khác A, B, C. Lưu ý cho cô, khi mà tạo được điểm sáng tại H có nghĩa là khi đó qua một hệ thấu kính gồm L1 và L2 thì đã cho một ảnh thật ở trên mạng. Vậy có nghĩa là chỉ có một vị trí duy nhất của L2 để cho ảnh thật thôi. Đó là cái điểm mấu chốt để chúng ta có thể giải được bài tập này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành giải cụ thể bài tập này nhé. Rồi, như vừa phân tích ở trên đề bài thì chúng ta thấy là tồn tại một vị trí của thấu kính L2 để cho ảnh thu được ở trên màn là một điểm sáng. Như vậy, giả sử đây chính là cái vị trí của thấu kính L2 mà để cho chúng ta thu được ảnh thật ở trên màn này. Đây là O2. Vị trí này là vị trí L2 sao cho nó cách L1 một khoảng là A. Cô gọi khoảng cách từ L2 đến L1 khi này là A. Và lo cách H, tức là cách màn, một khoảng là O2H. Thì khoảng O2H này các em lưu ý cho cô, vì ảnh sau khi qua L2 thì hiện lên ở trên màn, có nghĩa là ảnh cách thấu kính một khoảng chính là D2. Vậy, đầu tiên thì các em có thể ghi là vì tồn tại một vị trí của L2 để cho ảnh thật ở trên màn. Nên thì chúng ta sẽ giả sử đó là vị trí mà L2 cách L1 một khoảng A. Cách màn tương ứng một khoảng D2. Khi đó thì các em có thể phân tích quá trình tạo ảnh như sau. Chúng ta thấy là vì chùm tia tới song song xuất phát từ vô cực lên D1 khi này sẽ là vô cực. D1 bằng vô cực. Khi mà D1 bằng vô cực thì chúng ta sẽ suy ra là D1 phẩy giống tương tự như bài tập 1. D1 phẩy của chúng ta sẽ có giá trị bằng F1. Vậy chúng ta có là vì D1 bằng vô cực nên suy ra được là D1 phẩy khi này bằng F1 bằng -10 cm. Rồi, biết D1 phẩy thì bây giờ các em cần phải xác định khoảng cách từ ảnh tạo bởi thấu kính L1 tới thấu kính L2. Mà chúng ta đã thiết lập được công thức này trong bài lý thuyết rồi, là chúng ta sẽ có khi đó D2 phẩy bằng L. Cô xin lỗi, L ở trong bài toán này thì người ta lại ký hiệu chính là khoảng cách từ thấu kính phân kỳ đến màn, nên chúng ta sẽ không sử dụng cái ký hiệu L nữa. Mà như cô vừa đặt khoảng cách giữa hai thấu kính ở đây là A, thì chúng ta sẽ lấy khoảng cách giữa hai thấu kính là A trừ đi D1 phẩy. Vậy thay vào thì các em sẽ có là bằng A trừ đi trừ 10, có nghĩa là A cộng với 10. Đơn vị vẫn là cm. Đây là vị trí của D2 các em nhé. Rồi, đây là giá trị của D2. Vậy, để tồn tại một vị trí duy nhất của L2 tạo được điểm sáng tại H,
Đó chính là khoảng cách từ ảnh đến thấu kính D2 phải bằng đúng D2. Lý do là các em có thể dựa vào công thức của thấu kính. Chúng ta thấy là 1 trên D2 cộng 1 trên D2 bằng 1 trên F2. Vậy theo nguyên lý thuận nghịch của ánh sáng, nếu mà khoảng cách từ vật đến thấu kính là D2 thì ảnh sẽ là D2 phẩy. Còn khoảng cách từ vật đến thấu kính là D2 phẩy thì khoảng cách từ ảnh đến thấu kính lại là D2. Vậy nếu khi mà hai giá trị này trùng nhau hoàn toàn thì đó chỉ là một vị trí thôi. Vậy suy ra là D2 phẩy khi này bằng với D2. Theo tính chất thuận nghịch của ánh sáng. Và khi D2 phẩy bằng D2, mặt khác các em có thể thấy là D2 phẩy ở đây, như cô vừa phân tích, thì nó chính là bằng khoảng O2H. Vậy thì theo đúng công thức thấu kính vừa rồi, thì các em suy ngay ra được khi này F2. D2 phẩy bằng D2 thay vào dễ dàng suy ra được F2 khi này bằng D2 phẩy chia cho 2, hay cũng bằng D2 chia cho 2. Yêu cầu của bài toán là chúng ta phải đi xác định giá trị F2 của thấu kính L2. Như vậy để xác định được F2 thì bây giờ chúng ta cần phải biết giá trị của D2 phẩy hoặc là D2. Rồi bây giờ quay trở lại hình vẽ để chúng ta dễ dàng phân tích. Theo bài 1 thì khi mà chiếu chùm sáng song song từ vô cực tới thấu kính L1 sẽ cho ảnh ở vị trí S1 phẩy, và S1 phẩy có khoảng cách đến thấu kính là âm 10 cm, có nghĩa là nó sẽ ở trước thấu kính một khoảng là 10 cm. Cô giả sử đây là S1 phẩy và khoảng cách này trùng đúng với tiêu cự S1. Trùng đúng với tiêu điểm S1 phẩy của thấu kính L1. Đó là tiêu điểm ảnh. Rồi, nhớ là khoảng cách từ D1 phẩy đến O1. S1 phẩy đến O1 khi này chính là D1 phẩy. Rồi, thứ hai là khi mà ảnh S1 phẩy này lại là vật so với thấu kính L2, thì khoảng cách từ vật đến thấu kính khi này chính là bằng đoạn từ S1 phẩy đến O2. Và đương nhiên là D2 khi này sẽ bằng D1 phẩy cộng với L. Nhớ là lấy trị tuyệt đối của D1 phẩy các em nhé, vì ảnh ảo lên D1 phẩy sẽ nhỏ hơn 0. Do đó thì chúng ta sẽ thấy ngay được là khi này D2 thì bằng trị tuyệt đối của D1 phẩy cộng với O1, O2, tức là cộng với A. Vừa xong thì chúng ta đã chứng minh cái phần này rồi. Rồi, tiếp theo D2 bằng trị tuyệt đối D1 phẩy cộng với A, mà khoảng cách từ O1 đến màn thì bằng L. Vậy thì để tìm A chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ lấy khoảng L này trừ đi D2 phẩy, mà D2 phẩy thì lại bằng L trừ đi A. Vậy kết hợp với cái điều mà chúng ta vừa suy ra, điều kiện để tồn tại một vị trí duy nhất của L2 cho ảnh thật ở dưới, đó là kết hợp với cái phần đây, công thức chúng ta suy ra đây. Các em có thể ký hiệu cái biểu thức này là biểu thức sao để cho nó khác biệt. Thì kết hợp với biểu thức sao này, em suy lên phần trên, kết hợp với sao thì ta sẽ có là trị tuyệt đối D1 phẩy cộng A sẽ bằng L trừ đi A. Từ đây giải ra thì các em sẽ suy ra A sẽ có giá trị bằng L trừ đi trị tuyệt đối của D1 phẩy chia cho 2. L ở đây đề bài cho biết bằng 70 cm.
D1' thì em tính được rồi, nó bằng giá trị là âm 10 cm, vậy trị tuyệt đối của nó là 10. Vậy có nghĩa ở đây là sẽ bằng 70 trừ đi 10 chia cho 2. Có nghĩa là A ở đây bằng 30 cm. Biết A bằng 30 cm rồi thì các em tính ra D2' rất là dễ, nó sẽ bằng L trừ đi A. Vậy từ đây các em quay trở lại mà D2' bằng L trừ đi A, có nghĩa là bằng 70 trừ đi 30. Vậy kết quả ở đây bằng 40 cm. Từ đó các em suy ra F2 khi này sẽ bằng 20 cm. Hoặc các em có thể tính theo D2 cũng được. D2 thì bằng trị tuyệt đối của D1 cộng A, mà trị tuyệt đối D1 là 10, cộng với A là 30, vậy D2 cũng bằng 40. Như vậy thì kết quả cuối cùng của chúng ta là với F2 bằng 20 cm thì qua L2 chỉ tạo duy nhất một, sẽ chỉ có duy nhất một vị trí để tạo ảnh thật ở trên mặt. Vậy đây chính là điều mà chúng ta cần tìm, giá trị của F2 mà chúng ta cần tìm. Hãy suy ra với F2 bằng 20 cm thì sẽ thỏa mãn yêu cầu của đề bài. Vậy thì quay trở lại với các giá trị đã cho ở bài tập 2, các em thấy là phương án A là 10, B là 15, C là 20 và D là một giá trị khác. Thì thấy ngay đó chính là phương án C là 20 cm, nên chúng ta sẽ chọn phương án C. Như vậy là chúng ta đã giải xong bài tập 2.